Ngược dòng sông Hậu, chúng tôi đang trên đường thực hiện chuyến hành trình tìm hiểu về làng Chăm, một nền văn hóa lâu đời và cao quý của dân tộc Việt Nam. Để mở đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng và hứng khởi, chúng tôi chọn cơm bò là món ăn cũng như là điểm đến đầu tiên cho chuyến hành trình này. Theo chân một cậu bạn, chúng tôi đã tìm được một quán ăn rất ưng ý. Cơm dọn ra, cứ việc chén nước mắm vào cơm, vào thịt, rồi múc ăn. Nghe cái thơm của gạo mới, cái ngọt mềm của bò tươi, cái mặn cay của mắm lan ra từ đầu lưỡi đến chân răng. Ăn phần cơm như thế, lâu lâu để thêm miếng cà rốt hay ngó sen chua ngọt, mới thật là ngon quên lối về. Chưa kể phần cơm của chúng ta còn có thêm vài ba miếng lòng nướng, ăn giòn giòn, bùi bùi, rất đã miệng. Ngoài ra, các tiệm cơm đều bán thêm cả cháo bò để đổi món hoặc ăn thêm, tô cháo ngọt, đậm vị xương ninh, thịt bò, hạt gạo nở bung, thịt thà không quá nhiều nhưng đủ chất lượng để phải gật gù. Buổi sáng bắt đầu bằng một phần cơm bò, để thêm một tô cháo có đến 3-4 miếng huyết lớn. Có vẻ hơi quá tải nhưng thật kỳ lạ, chúng tôi đã gần như xử lý gọn gẽ hết sạch phần của mình. Và bất ngờ hơn, giá một phần cơm như thế chỉ 30.000, cháo chỉ 20.000 đồng một tô. Xin chào tất cả các bạn, chúng tôi đang có mặt tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, cách trung tâm thị xã Tân Châu 17 km. Và đây là nơi tập trung rất đông đúc người Chăm sinh sống, đồng bào người Chăm sinh sống. Và đây chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về những nét văn hóa của họ nhé. Như các bạn đã biết thì Châu Phong là nơi sinh sống của rất nhiều người Chăm. Người Chăm là dân tộc có rất nhiều nét văn hóa đặc sắc khác nhau. Như sau lưng tôi là một đại thánh đường, là nơi tập trung sinh hoạt của người Chăm vào ngày lễ và Tết. Thánh đường đồng bào Chăm ở An Giang đều có biểu tượng mặt trời và phần trắng khuyết cửa và nóc hình vòm. Màu chủ đạo là màu xanh và trắng, cửa chính của thánh đường luôn hướng về phía nam và thường không nằm cùng với cổng ra vào, nghĩa là nếu đi từ cổng vào, cửa chính của thánh đường lại nằm bên tay trái. Tay phải là một hồ nước rộng được thiết kế dành cho cộng đồng trong tháng ăn chay Ramadan. Ở đó có rất nhiều cửa sổ được thiết kế song song và đều nhau, tạo cảm giác về sự khoáng đãng cùng với vẻ hào phóng của tâm hồn người. Vì chính là nơi thường xuyên tập trung đông người đến cầu nguyện nên thánh đường cũng có rất nhiều cửa ra vào, cùng đó là các cây cột to chắc chắn ở bên trong. Những chiếc cột theo dạng hình trụ tròn này được thiết kế to nhưng con đói đều đặn nên tạo cho người ta cảm giác thoáng đãng. Bên trong thánh đường thiết kế khá đơn giản, là một nơi thờ thánh Allah duy nhất cùng một cuốn sách kinh thánh ở chính giữa. Bên trên cuốn kinh thánh là một cánh cửa có buộc ngòi dành riêng cho những người đến sám hối với thánh. Có thể nói bên trong thánh đường là một không gian mở rộng khiến cho người ta có cảm giác về sự hài hòa giữa đất và trời. Chia tay với đại thánh đường, chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến địa điểm tiếp theo của chuyến hành trình này. Các bạn hãy đón xem đó là gì nhé. Bên cạnh những thánh đường đầy tráng lệ và những lễ hội đặc sắc, chúng ta sẽ đến với nét sinh hoạt văn hóa cũng như là đời sống của những người Chăm. Làng Chăm Châu Giang nổi bật lên khung cảnh những ngôi nhà sàn gỗ với kiến trúc độc và lạ. Những ngôi nhà sàn ở đây thường nhỏ nhắn, kiến trúc khá đặc biệt và được làm từ các loại gỗ quý, có độ bền rất cao. Trước nhà có một cái hang gỗ, cửa cái ra vào thấp hơn đầu người và có hàm ý khách vào nhà phải cúi đầu chào chủ nhà. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại làng Dạ Chăm An Giang. Bây giờ các bạn hãy cùng chúng tôi đi tham quan nhé. Đây, nghề dệt thổ cẩm vải tơ lụa của người Chăm rất phát triển, đã tạo ra những sản phẩm nổi tiếng không những về chất lượng mà còn về nghệ thuật. Vải Chăm sợi mịn nhiều màu sắc, kiểu dáng hoa văn trang trí rất đẹp. Hầu hết phụ nữ Chăm đều biết dệt, nhưng nay người Chăm không sản xuất các sản phẩm từ tơ tằm mà chủ yếu là sản phẩm từ sợi bông. Người Chăm sử dụng những kỹ thuật nhuộm màu cho sợi trước khi dệt. Màu đều làm từ khoáng vật, thực vật ở địa phương như màu xanh của chàm, màu đen của quả mương, màu đỏ của dây rừng. Hoa văn trên vải rất phong phú và đa dạng. Nó phản ánh địa vị xã hội của người mặc. Địa vị xã hội càng cao thì quần áo của họ mặc càng nhiều hoa văn. Hoa văn Chăm có 40 loại và chia thành bốn nhóm: hoa văn động vật, hoa văn thực vật, hoa văn chỉ đồ vật và các loại hoa văn khác. Hoa văn trên tấm vải được bố trí theo chiều dọc nhưng không trang trí trên diện tích rộng.
Và tiếp theo đây là những sản phẩm thủ công được chính tay những người phụ nữ Chăm tạo ra. Các bạn hãy cùng xem nhé. Cùng với sự đa dạng về văn hóa đặc thù về tôn giáo, người Chăm có rất nhiều nét khác biệt hấp dẫn thu hút du khách xa gần với các lễ nghi tín ngưỡng và phong cách ăn mặc, trong đó có trang phục truyền thống. Lâu nay người Chăm ở An Giang vẫn giữ được nét độc đáo riêng cho trang phục của mình. Người con gái Chăm thì thước tha duyên dáng trong trang phục truyền thống nhưng cũng có khi được cách đều thành trang phục cùng tông màu rất đẹp, đặc biệt là các thiếu nữ lúc nào cũng có một chiếc khăn trùm đầu được thả lên hoặc cột gọn bao trùm lấy mái tóc. Chiếc khăn này luôn có những họa tiết hoa văn rất trang nhã và quý phái. Còn người đàn ông dân tộc Chăm thì mặc xà rong kẻ sọc caro với chiếc áo sơ mi và lúc nào cũng có chiếc mũ vải hình tròn đội trên đầu. Họ quan niệm y phục trang trọng là thể hiện sự thành kính. Tiếng vang vừa rồi là tiếng báo hiệu tới giờ mọi người đi đến thánh đường để làm lễ. Một ngày thì người Chăm có 5 lần để làm lễ như vậy. Lần thứ nhất sẽ là 5 giờ sáng, lần thứ hai sẽ là 6 giờ, lần thứ ba là 7 giờ, lần thứ tư là 12 giờ 15 phút trưa và lần cuối cùng là 3 giờ 30 chiều. Người Chăm có thể làm lễ ở nhà hoặc có thể làm lễ ở thánh đường. Nhưng nếu làm lễ ở nhà thì công đức của mình tích sẽ không được nhiều như làm lễ ở thánh đường, cho nên đa số người Chăm sẽ đến thánh đường để làm lễ. Nhắc đến ẩm thực của người Chăm, không phải nhắc đến những món ăn như cơm nị, tôm lò mò hay món cà ri thơm lừng, nhưng nổi bật nhất có thể nói đến chính là tôm lò mò. Tôm lò mò có nghĩa là lạp xưởng bò, vì người Chăm theo đạo Hồi nên không ăn được thịt heo. Nguyên nhân sâu xa của việc cấm ăn thịt heo và thịt chó là do trong thiên kinh Allah đã từng nói rất nhiều lần là không được ăn thịt heo và thịt chó vì đây là những loài ô uế. Vì lẽ đó buộc người Chăm phải làm lạp xưởng và thịt bò, nhưng cách nêm nếm của họ rất khác biệt so với lạp xưởng của người Hoa và người Việt. Món này có thể ăn bằng hai cách, đem nướng hoặc chiên, đặc biệt hơn, nó là một thứ không thể thiếu đối với họ. Như các bạn đã thấy, làng Chăm Châu Phong An Giang là nơi có rất nhiều những điều thú vị vẫn đang chờ chúng ta khám phá. Vậy là chuyến hành trình đến với làng Chăm đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.